Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Tiến Anh phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, gần 7 giờ sáng ngày 2 tháng 7 năm 2020, tại trạm soát vé quốc lộ 5B thuộc địa phận xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang Đỗ Tiến Anh, sinh năm 1991 tại Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, mang theo 54 bánh ma túy với khối lượng gần 19 kg heroin để bán. Khám xét nơi ở của Đỗ Tiến Anh tại thành phố Hải Phòng, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thu giữ 22 bánh ma túy với khối lượng hơn 7 kg heroin. Như vậy, với tổng số 76 bánh ma túy có khối lượng gần 26,5 kg heroin mà Đỗ Tiến Anh dùng vào việc mua bán đã bị thu giữ. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Đỗ Tiến Anh mức án cao nhất tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.